Hi, xin chào mọi người đã quay lại với kênh Huê Trần Vlog Nhật ký cuộc sống Mỹ. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ ăn cái mâm tôm hùm đất xào bơ tỏi siêu cay khổng lồ nhé mọi người. Đây mọi người. Mời mọi người cùng ăn với mình nhá. Con nào con lấy tổ tướng vậy. Đấy. Chưa? Mình phải rửa 7-8 lần nước luôn. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ xào món tôm hùm đất xào bơ tỏi siêu cay nhé. Đấy mọi người. Thằng bò đi ra đây. Mọi người hãy cùng vào bếp với mình nha. Bơ mọi người. Giống bia. Nhưng mà cái này không phải bia nhé mọi người.
này là bò hút ấy. Ăn cái tôm hùm đất này là phải đeo bao tay mọi người. Mời cả nhà cùng ăn với mình nhá. Đây mọi người, hấp dẫn chưa? Đấy. Ăn cái con nó chắc lắm mọi người ạ. Chắc lắm mọi người ạ. Ngon. Giống hơi giống bia. Đấy. Mọi người lắc lắc cái ấy nó già, nó già. Cái mùa tháng 6 tháng 7 ấy, mọi người. 6 tháng 7 tháng 8 nhiều lắm. Hôm trước là mình đi buổi trưa. Không có. Nay mình đi buổi tối. Nhiều, ơi là nhiều luôn. Tại không có cái đựng nhưng mà không có bạn mình còn bắt còn nhiều. Bắt không đến một tiếng đồng hồ mà làm mấy chục cân. Ngon lắm cả nhà. Quá hấp dẫn. Ăn bữa nay ăn đã luôn. Lần trước đi đi câu không đi không được à, về tức mua ăn. lần này trúng quả. Mình chỉ lấy một ít về mình làm video thôi mọi người. Ngon luôn mọi người. Mình bọn mình là đầy quá, bọn mình không có. Cái càng nó ngon. Cái càng nó mọi người. Đấy, cắt ra. Mời cả nhà mời nước nhá. Bắt nấy nỗi mà lúc đi về mà vẫn còn tiếc, không muốn về. Quá hấp dẫn luôn. Cái tôm hùm đất này thì xào theo nhiều kiểu mọi người. Đó, bên đây Mỹ người ta nấu theo cái kiểu Mỹ thì người ta có bắp với lại cái sốt của nó thì nó cũng ngon. Còn xào bơ tỏi này thì cũng ngon. Quá ngon luôn. Cả nhà toàn con tô chứ. Đi mua kia còn con nhỏ, đây toàn con to thôi, đã luôn. Eo lúc mình gần về rồi mà trời ơi, xôi đèn pin á, nó cứ bò nhìn thích lắm. Tại trời nó tối với đèn pin mình không có sáng nên mình không quay rõ được cho mọi người xem.
mình cũng có làm một cái video là mình đi mình bắt với lại mình đi. Thì nếu mà ai mà thấy xem cái video đấy của mình. Quá hấp dẫn mọi người. Suốt bờ tỏi nó thơm. Xong rồi con kho phích nó tươi. Hay. Quá hấp dẫn. Con ngon.